mất năng lượng. Tinh mới với công thức chứa hồng sâm 4 năm tuổi cho bạn nguồn năng lượng mạnh mẽ. Tinh bật năng lượng sống bứt phá. Uống tiếp một ngụm nữa. Nhỏ thôi. Nước lọc cái này. Bây giờ em tí. Nước lọc nữa. Một tô nước. Sao lại gắn của anh đấy? Em lì cố gắng thở ngắn thở em lì. Thôi anh có rồi, khỏi gắn cũng được. Anh tí có rồi không? Không phải. Bị đốt không? Bị đốt không? Nóng chóng mặt ấy. Nước lạnh, nước lạnh. Ôi. Đùa. Chặt cái nhà đàn bà đánh. Thay phiên mà. Cái sau hai đứa cùng chơi. Tại vì của anh đỡ. Của anh đã làm giá 3 lần rồi. Nên là hôm nay em đi phải làm. Không sao, tôi qua chính mình mà, quá tốt. Chìm. Chìm à, ok, đây chìm nhá. Lặn lắm. Đi, đi, mật thư. Uống có phải chảy giống cổ không? Hay... No, có phải? No, okay. Just drinking. Nước xinh thật ngon. Ok. Cậu bố thấy đáng yêu quá. Cái đôi này đáng yêu quá. Người thì mạnh như cái gì, người thì rắc nước. Còn cái chị hài nữa. Ông đổ nguyên cháo nước lên người chuẩn đi. Nguyên đây. Ông đây là lấy gì ông biết không? Quý ơi, sao lại quay phim ấy? Cho dính cáp nặng hơn. Ừ, ông làm. Dính cáp nặng hơn. Anh đây xong anh sẽ báo em. Trời ơi, thương dễ sợ luôn. Không biết tên nào đây. Chơi là phải chơi hết mình, không chơi hết mình là phải chơi một mình đó nha. Bị cạn lời luôn. Hiện tại thì mọi người đang ngồi đây và có hai đoàn bên cạnh đang ăn gà. Hai đứa đang ăn rồi. Được đùa. Nhưng mà không phải hai đùi đâu, bốn đùi. Mùa đang thiếu thi đâu. Bốn đùi là hai cái. Mà một cái đùi nó to như vậy. Ăn ngói luôn hả? Ăn ngói luôn hả? Cái chai này của ai đấy? Biết à? This is a cute uniform, right? Yeah, thank you. Kiểu cái tiếng Việt đồng phục cổ này đẹp dã man luôn, nhìn mọi người kìa. Đi rồi dễ thương thế. Ở đây. We on the boat and then we like. You know? Tamanan. Ông dừng cái đá nhập á, sao mà lên đạp vô tết chứ. Cái này thì nhóm mà đưa nhà có những kỹ năng hết, không biết bơi mà còn sợ nước nữa thôi, thua rồi. Thành không biết bơi và không giữ được cái bè.
Thứ nhất là mình phải giữ được cái bè, sau đó mình sẽ giữ bình tĩnh mà mình leo lên từ 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 mà không giữ được, không xử lý được cái bè thì mấy bước sau sẽ không bao giờ hồi hẳn được hết. Vì yếu tố sau là hả phải dùng sức để leo lên và giữ được thăng bằng nữa. Buốt y chang như vậy. Trong một đội thi mà nhiều người thì phải chia ra những cái đăng người sức, người trí, hoặc là ai cũng phải có một cái kỹ năng nào đó. Giờ đụng tới cái gì cũng không có kỹ năng, trí nhớ cũng không có, tính toán cũng không có, sức lực thì cũng không có, chỉ biết lao đầu vào và làm theo cái kiểu giống như là lì theo cái tôi riêng thì không bao giờ mà thành công nổi. Người còn lại hoặc là bao nhiêu người trong team có gánh biết bao nhiêu lần, hoặc là người ta có đỡ biết bao nhiêu lần, rốt cuộc sắt đá cũng phải mòn, cũng phải đuối. Và bây giờ thí dụ làm việc nhóm thì phải cần sự thứ hai, mà ngay cả bản thân của mình mà không có kỹ năng, không làm được cái gì hết thì coi như thua. Nói tới thì cái mặt sưng lên tự ái thì là cái gì, ngồi đã tiết khuya đây đội mình về chót đi. Bây giờ lặn xong anh ấy lặn được, xong anh lên kêu là tính toán, anh không tính được, xong đòi bỏ em tính toán như nhau. Bạn nào không chết, chết một cái đi. Anh ấy bây giờ tuy anh ấy quyết định là cái nào em cũng giống như nhau hết đó. Anh ấy làm được cái nào anh ấy làm. Mình học cái technique của các bạn xem là trên nước mình có làm được không hay không. Cái quan trọng nhất là giữ cái balance. Wow, các bạn bên kia rất là phấn khích, các bạn ấy bật nhạc phim của mối tình đầu của tôi luôn. Và hiện tại thì Tình An đang có mặt tại Phú Yên, một mảnh đất có thể nói là khá là xa, nhưng mà mình rất là vui khi mà trên khắp mọi miền Tổ quốc đều đón xem những bộ phim mà mình đang tham gia. Thật là tuyệt vời. Bắt tim! Các bạn chơi được, khỏi gì không thể tin được. Sáng kia hát bài Bồng Hoa Mang lấy BIC này. Không có đại nhảy kia đi, AC sẽ ra nhảy cho mọi người xem. Ok. Quay bên kia đi. Ngày xưa có hai chị em tên đường cha đặt là tăng cao từ ba tay ta xa mơ về hai ông anh sẽ có ngày tìm cho nó thật về đây anh em. Vui chơi là cả dân chơi. Từ thương hai ca con, một mình đang khắp đất chưa con về nhà. Đang mê chỗ là. Ủa, nhạc đi. Nhạc đi, nhạc đi, nhạc lên, nhạc lên, nhạc lên. Tiếp tục nhạc đi, nhạc đi. Trời ơi. Tôi lại xíu diễn lại nhất này.
một tình yêu thật là lớn ha. Tất cả mọi người đến 5 phút hết mà đúng không? Đi, ngồi đi, ngồi mấy đi. Ghế anh ngồi nè. Bên này nắng á, chói. Anh ngồi ăn cơm cho em xin kiểm ăn. Qua bị quắng gà một chút. Thật sự thì xuống dưới nước thì nó cũng... Không, nhưng mà anh công nhận là xuống dưới nước rất là khó. Nhưng mà anh nhìn cũng ra 4 cục đúng không? Nếu mà không quen lặn là xuống dưới rất là khó. Tại bị dắt. Không, thật sự là... Bị dắt một vòng, lúc đó anh cũng không biết là đi đâu vậy. Còn cái này là do của anh là không tập trung, không chú ý. Nhưng mà vậy cho nó biết, tại nó cứ nằm trên bắt đầu rồi. Rồi bảo rồi. Nó 4 cục nó lên nó nhìn 6 cục. Xong rồi nó còn bảo 6 cục bằng nhau. Mình hoang mang hơn đó. Cái đề đó ra là to nhỏ 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 4 cục. 6 cục bằng nhau. Lên còn bảo 6 cục là đi đó hoang mang rồi. 6 cục là xong mà giải thành 4 cục. Xong rồi còn bảo khẳng định là 6 cục bằng nhau. Mà nhìn em nhìn sao? À, kính nó bị loạn rồi. Em thấy kính nó kiểu gì ấy. Do kính, nhưng do kính. Nhưng mà em có xuống sát sao? Em chạm vào cái ấy luôn. Em tôi! Em tôi! Sao vào đó? Chỉ đâu nhỉ? Đội Hồng đang từ đầu cuối chưa trục chặt gì đến đâu ra trục chặt tí sao đâu? Mà trục chặt này là bị ngu si đúng không? Đây mọi người, em khóc đi. Đây. Cứ khóc đi, đừng có sợ mọi người anh. Giận anh cơ mà. Giận nào? Tát. Là lời của anh vậy đó. Lời của anh. Ngầu vãi. Ê, khóc tiếp thì chị Hằng. Không mang đâu bạn, bảo ôm đi mà còn thấy. Em xin lỗi. Em hứa từ sau sẽ không thế nữa. Vậy à? Em xin lỗi luôn. Chị không ngờ là em lại không nhớ được nó. Chị xuống gieo nó. Xong kiểu ma phát cuối. Em xin lỗi. Tức là cho em sẽ không thấy nữa. Đây, em thấy người nào làm nên đi rất nước mắt. Buồn lắm. Sao các bạn? Sám sao rồi, sám. Sao rồi? Cùng anh... thì... Trời ạ, đã bảo rồi, đội Hồng. Từ lúc đầu giờ chưa trục trặc gì. Thì hôm nay trục trặc xí thì có sao đâu. Có sao đâu, hả may đó. Một lần nữa thì về bếp đi về nhà luôn. Có sao đâu, thế mà cũng khóc. Bởi vì mình có thể làm tốt hơn, cái này không đến mức khó như vậy để bị phạt, hiểu không? Ví dụ thử thách nào nó thật sự khó thì chị ok, mình làm lại 2-3 lần. Ủa phạt là lý do phạt? Không nhớ đề, sai đề. Nghe, mình đang là 7 đội chơi và may mắn là mình được đi đầu ngày hôm nay nên mình cách những đội khác rất là lâu. Rồi em lỡ đi đúng trường hợp này mình top 5 đi, trời ơi là chắc chắn đi về hôm nay chứ không còn nhẫn nhơ như thế này nữa, đúng không? Nên là chị góp ý là chị muốn em rút kinh nghiệm. Bởi vì đây dù sao cũng là cuộc đua. Nếu như á, mình mà đi đầu thì mình sẽ chơi một cách thoải mái hơn. Còn đi cuối rất là áp lực. Chị chỉ muốn là hai đứa enjoy cái cuộc đua giải cứu năm nay bằng cách là mình ráng ở trong top đầu. Mình đang trong top đầu mà. Chưa biết nha, hồi tính lại nha. Chơi thì phải tập trung một xíu rồi chơi xong thì chị thoải mái. Còn nằm trong top đầu thì phải cố gắng.
mình mới vui vẻ với nhau được. Em thấy không, mấy cái đội cuối á, toàn gây gỗ bởi vì họ bị áp lực. Mình cũng không trách họ, nhưng mà chắc chắn đi cuối sợ bị bại là chắc chắn áp lực được, cãi vã rất là mệt. Chứ là đang đi nghỉ mát. Thôi không trách nữa, trách nữa từ ái, không trách nữa. Em đã quyết định cho qua để lấy tinh thần hai chị em chiến tiếp. Sao? Dạ coi. Này cái mặt này sẽ đưa lên toàn nước coi. No. Đi sâu vàng có 5 phút thôi. Đấy. Cứ ngơ ngơ cả ngày ấy nhờ. Em còn bị quân nhập rồi. Vẫn còn đưa võng à? Em bị quân nhập rồi. Đấy, đổ thừa rồi đấy. Đây, đứng trước camera nói câu đấy. Đâu, ai nói? Kìa. Đâu, show me, man. Kìa, đứng trước camera nói câu đấy. Thật sự có hai lý do mà quay hôm nay bị nháo thế. Thứ nhất là do được team đen tặng cho áo hồng nên là anh Quân nhập vào mình. Thứ hai lý hai ấy là team đen nghéo láo. Lý do thứ hai ấy là mình hít khí nitơ, bóng cười khí bóng cười nên là xuống biển phê lắm. Xạo nó hít oxy á, nổi thừa. Chị chịu bảo hả, tỉnh bơ hà, chị chịu thấy rất rõ. Crazy. Hay là đô có chuyện cao. Chị chịu bảo là chị xuống chị thấy rất rõ luôn, bởi vì mới đầu em đi cũng hoang mang không biết. Đồ là xuống đây có mờ rồi. Chị đâu. Chị sai lì cảm xúc rồi. Đừng có sao, không phải chị chịu mà SDI cũng confirm là xuống đây. Anh xuống đây anh thấy rõ chị không? Chị nghĩ là em bị ngầu sẵn rồi đó. Thấy cái không. Cậu thấy chưa? Không. Ổng nháy mắt. Sao? Thật sự mình có hiểu bro. Vì xuống đó nhiều khi kiểu như là mình thở mũi thì nó bị mờ cái dạ. Mắt của chị đúng không? Anh thích Bình đó không? Anh thích Bình đó không? Không, đó là sự thật. Đó là sự thật. Chả anh không muốn nói luôn. Nhiều khi chị kêu hót mừng chào đón Quân về. Wow. Chuẩn bị chơi tiếp nào. Chuẩn bị chơi tiếp và chuẩn bị lộ trình tiếp theo để đi về đích. Và mời các bạn xem Behind the Scene vào tập sau. Tình diện mạo mới với công thức chữa hồng sâm 4 năm tuổi.